ai chẳng có gì coi. Sao mà chán thế? Thôi anh tắt đi. Vậy anh có cái chuyện này muốn nói với anh. Năm nay con gái mình cũng 22 tuổi rồi mà chưa có quen ai hết. Vậy chắc mình phải bắt đầu lo về chuyện kết hôn cho nó chứ. Không có là mai mốt nó ế chồng thì sao? Anh đồng ý, nhưng mình chọn sao? Mình chọn ai? À, biết rồi. Mình sẽ tổ chức một cuộc thi. Ai thắng sẽ được cưới con mình. Wow, hay đó, em đồng ý đó. Chắc mình làm lại đi ha. Ok. Mỹ Nương, con gái sang sang của ba đâu rồi? Gặp được Mỹ Nương nữa. Hết cơ hội rồi. Cái gì mới vậy? Check this out, baby girl. Why don't you check out a nigga? Man, I go to work. True winner. Ủa? Cái này là cái gì vậy? Oh, wow. Con gái nào gì đẹp quá vậy? Để thắng yêu một người cần làm hai việc. Thi mạnh. Thi thông minh, gặp nhau ở chiều. Hai ngày sau. Cũng được, cũng được. Thi đi, thi. Thôi làm. Ủa, đi đâu vậy? Không đi đâu, đi tập tạ thôi. Mày đi đâu? Đi uống nước với thầy. Let's get down to business to defeat the Huns. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I ever met, but you can bet before we're through,
as the coursing river, with all the force of a great typhoon, with all the strength of a raging fire, mysterious as the dark side of the moon. Hôm nay là cuộc thi phần 1 Sưng tinh và thủy tinh sẽ thi ai khỏe nhất. Không có lo gì đâu. Thằng nó nhỏ xíu có... Ui không có lo. Tôi không có thua đâu. Thằng kia mọc như heo á, bự béo phì á. Bắt đầu. Trời ơi, sao hai thằng này thi nó ngu như bò vậy? Đáng lẽ tôi mới thi chứ. Tôi tập thi vô mỗi ngày mấy năm rồi, sao mày làm tôi thua? Trời ơi, tôi tập thi vô một ngày mà sao mày làm tôi thua? Trời ơi. Ê, đứng đó. Không biết. Để đi. Cái này là gì? Không gì đâu. À, ok, để đi. Hôm qua hai người giở khuất, ai thắng mình ai sẽ được cưới mẹ nương. This is Jeopardy. Question 1. What do you call a climbing melon? Sẵn tiền. Dưa leo. Đúng rồi. Ê, làm gì vậy? Chồng chưa? Coi chừng nha. Cái gì? Yeah, phải rồi. Câu số 2. Where do pigs go when they die? Tuổi thiên. To hell. Đúng rồi. Làm gì vậy? Cõi nè. Làm gì vậy? Mua. Yeah. Cái hell. Có vậy thôi hả? Coi nè, nước. Nước mát quá. Muốn thêm hả? Câu cuối cùng. Người này là ai? Thủy Tinh. Elvis Plum. Xinh tinh. Anh đẹp trai. Ê, cũng được. Xinh tinh thắng. Không. Này chưa xong. Yo!
thấy mùi đó không? À, mùi đó là mùi cưới. Mà nói là cái ngày á, người mà thắng cái cuộc thi sẽ được cưới. Còn con thật sự nó cũng khó. Mà một ngày con nó sẽ cảm ơn bà. Mà chắc cho 1-2 năm trước sẽ ghét. Mà không sao. Hoàng thượng, mẫu hậu và công chúa tới. Hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Dạ. Hồi thắng là sân tiên. Vì vậy, ngươi được cưới mỹ nương. Con không chịu, con không muốn nó. Con muốn ai? Nó nhiều yêu rồi. Ai? Coi. Hả? Coi 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 coi. Yeah. Hai người yêu nhau hả? Dạ. Được rồi. Baby, riêng mình em sẽ khiến trái tim